Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn của công ty Du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty Du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về du học tại đất nước Singapore. Và một ngôi trường mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn đó là trường First Media Design School. Trường First Media Design School thì trực thuộc tập đoàn First Media, là tập đoàn truyền thông thiết kế lớn nhất tại Singapore, chuyên cung cấp các dịch vụ truyền thông tích hợp từ sự tư vấn xây dựng thương hiệu đến cho thiết kế các chương trình, tài liệu quảng cáo cho các bộ ngành hoặc là các công ty đa quốc gia và các công ty địa phương. Và với hơn 20 studio trong khu vực châu Á thì First Media Design School là một trong những trường đầu tiên tại Singapore được cấp chứng nhận EduTrust 4 năm. Đây là học viện đào tạo thiết kế và truyền thông đa phương tiện danh tiếng tại Singapore. Và trường First Media Design School thì liên kết với hai trường đại học danh tiếng của Úc, đó là Royal Melbourne Institute of Technology, là viết tắt là RMIT, và Queensland University of Technology. Và chương trình liên kết này mục đích là để đào tạo ra rất nhiều chương trình đại học. Và sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng nâng cao 2 năm tại First Media Design School thì sinh viên sẽ được vào học ngay năm cuối của chương trình đại học. Và đến với chương trình đào tạo của trường thì khi các bạn theo học tại trường First Media Design School thì sinh viên sẽ có nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động cả ở trong nước và quốc tế, tham gia các buổi hội thảo, các buổi trình diễn thời trang, các cuộc thi về thiết kế, vân vân. Và tất cả những hoạt động này thì được hỗ trợ bởi tập đoàn First Media nhằm mục tiêu là giúp sinh viên có môi trường tốt nhất để phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Và các chương trình đào tạo của trường bao gồm, đó là chương trình cao đẳng về thiết kế truyền thông đa phương tiện, cao đẳng về thiết kế đồ họa, cao đẳng nâng cao về thiết kế thời trang với thời gian đào tạo là 2 năm. Và cuối cùng đó là tiến trình học tại trường First Media Design School. Đầu tiên đó là sinh viên đăng ký nhập học tại trường First Media Design School, sau đó lên học chương trình cử nhân tại Singapore hoặc là tại nước ngoài. Và sau đó thì các bạn có thể trở thành nhân viên tại các công ty hoặc là có thể thành lập studio riêng. Và nếu như sau này các bạn muốn thì vẫn có thể đăng ký một khóa học nâng cao tại trường First Media Design School, và sau này sẽ trở thành đối tác của First Media. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về trường First Media Design School hoặc là các bạn muốn hỗ trợ thủ tục cũng như là hồ sơ tư vấn học phí cũng như là trường tại đất nước Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương qua các địa chỉ sau. Ở quận nhất là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Số điện thoại là 0838484879. Tại quận 5 đó là địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và chi nhánh tại Nha Trang là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.